Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường Trung học phổ thông Phong Thổ chuẩn bị các điều kiện cho thi tốt nghiệp. Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người lầm lỗi không những phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, tham gia ngày càng tích cực vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để những nội dung cơ bản, quan trọng, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động sâu sắc vào tình cảm của mỗi người, khơi dậy những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp và từ đó đấu tranh có hiệu quả với những tiêu cực, hạn chế trong xã hội, những cái xấu tồn tại trong mỗi con người. Vì sự vững mạnh của Đảng, sự hùng cường của dân tộc, vì ấm no tự do hạnh phúc của mỗi người Việt Nam. Đó là phát biểu kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng ngày 12 tháng 6. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan. Từ khi triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị đến nay, với sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm, ba nội dung của kết luận số 01, học Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện một cách sáng tạo, đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc triển khai thực hiện kết luận số 01 được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo ở các tỉnh thành trong cả nước. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn trong cả nước được nhân rộng. Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Những vụ việc tồn đọng kéo dài được dư luận quan tâm, các cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định. Kỷ luật, kỷ cương, hành chính luôn được tăng cường chấn chỉnh. Các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị được thực hiện tốt. Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được thực hiện khách quan, minh bạch, công tâm. Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, đáp ứng được với yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh chóng, kịp thời trong giai đoạn hiện nay. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Các bộ ngành trung ương, địa phương quán triệt nhận thức sâu sắc hơn về tổ chức thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, xác định học tập và làm theo là việc làm xuyên suốt, thường xuyên, liên tục. Xác định vai trò của người đứng đầu và cơ quan tham mưu trong việc hướng dẫn thực hiện. Tiếp tục thực hiện ba nội dung, đó là học tập và làm theo, tinh thần nêu gương, cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú, nhưng hướng tới thống nhất, đồng thuận trong đảng, trong nhân dân, gắn lý luận với thực tiễn để học tập thấm sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện học tập và làm theo gắn liền với xây dựng đảng. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 12 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật, trực thuộc Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam tổ chức chương trình khám sàng lọc và tổ chức phẫu thuật cho các trẻ khuyết tật tại tỉnh Lai Châu năm 2023. Trong ngày 12 tháng 6, các bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Sanh Pôn đã tiến hành khám sàng lọc cho hàng trăm trẻ từ 0 đến 16 tuổi mắc các dạng khuyết tật được khám sàng lọc. Các dạng khuyết tật được hỗ trợ khám sàng lọc trong chương trình bao gồm khuyết tật răng, hàm mặt, khuyết tật vận động, biến dạng chân tay, các khuyết tật do di chứng sau bỏng gây biến dạng các bộ phận cơ thể, khuyết tật mắt, khuyết tật tai, khuyết tật sinh dục, hậu môn và các loại u lành tính. Trong đó, có 101 trẻ được tiếp tục chỉ định khám sàng lọc và thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, đội ngũ y bác sĩ chuyên gia y tế đầu ngành của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật Việt Nam tiến hành phẫu thuật đối với 101 trẻ đã hoàn thành khám sàng lọc và được chỉ định mổ. Đặc biệt nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với gia đình có trẻ khuyết tật trên địa bàn, chương trình còn hỗ trợ kinh phí đi lại cho trẻ đến khám sàng lọc bệnh nhân sau hội chẩn và hỗ trợ kinh phí đi lại ăn cho bệnh nhân phẫu thuật. Đây là chương trình có ý nghĩa lớn về mặt cộng đồng và giàu tính nhân văn, giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm học 2022-2023, thầy trò trường Trung học phổ thông huyện Phong Thổ tập trung ôn tập nước rút, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và đến thời điểm này, cùng với việc tăng tốc ôn luyện để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng sắp tới, kỳ thi đánh giá năng lực và tốt nghiệp. Sau đây là ghi nhận tại trường Trung học phổ thông huyện Phong Thổ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Em Đồng Thị Oanh, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Phong Thổ đang đặt mục tiêu thi vào ngành ngôn ngữ tiếng Trung. Đây là ngành học đang được các em học sinh quan tâm bởi có cơ hội việc làm sau khi ra trường là rất lớn. Cho đến thời điểm này, cùng với việc tăng tốc ôn luyện để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi đánh giá năng lực và tốt nghiệp, anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý để đảm bảo có đủ lượng kiến thức dưới sự động viên giúp đỡ của thầy cô giáo. Tuy nhiên, để có điểm số cao nhất, em đã cố gắng vượt qua những lo lắng, áp lực, tập trung ôn tập các bài học. Ngoài việc đăng ký các môn thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã đăng ký thêm 3 môn lấy điểm xét tuyển vào đại học. Vì vậy, ngoài giờ lên lớp học bài, thời gian còn lại em tập trung tự ôn tập tại nhà. Năm nay cháu học lớp 12 thì đến thời điểm này thì cháu dự định cho mình định hướng tương lai là sẽ thi ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Và cháu đã đăng ký xét tuyển trường Đà Nẵng và trường Thái Nguyên ạ. Cụ thể là cháu đầu tư nhiều nhất cho môn văn, tại vì là kiến thức nó hơi nặng ạ. Là cháu học theo phương pháp là sơ đồ tư duy ạ. Rồi là cháu sẽ vạch các luận điểm của từng bài ra để học chứ không ngồi học thuộc. Chứ thế nó sẽ bị không học được hết tại vì kiến thức rất là nhiều. Còn môn toán với văn với sử địa công dân thì cháu sẽ chuyên về luyện đề. Còn tiếng Anh thì cháu sẽ luyện nghe nhiều hơn để biết thêm nhiều từ vựng ạ. Năm 2023, trường Trung học phổ thông Phong Thổ có 275 học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp. Với chỉ tiêu 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ôn tập cho học sinh. Theo đó, nhà trường sớm ban hành kế hoạch ôn thi, giao chỉ tiêu và chỉ đạo giáo viên phân loại đối tượng cũng như căn cứ, nguyện vọng, đăng ký của các em học sinh để có phương pháp giảng dạy, ôn luyện và bổ trợ cho phù hợp. Từ tháng 10 năm 2022, sau thời gian ôn tập, các em trải qua kỳ thi thử. Trên cơ sở kết quả kỳ thi thử, nhà trường khảo sát học lực của các em học sinh để bố trí lớp ôn tập, đảm bảo phù hợp với năng lực và phù hợp tổ hợp đăng ký xét tuyển vào đại học của các em. Để chuẩn bị cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thì trường Trung học phổ thông Phong Thổ điểm trường Mường So là một trong những điểm thi có số lượng phòng thi khá lớn, 15 phòng của tỉnh. Nên là nhà trường cũng đã chuẩn bị khá là chu đáo về công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, về điểm thi chính thức là tại điểm Mường So và hai điểm thi dự phòng là ở bên trường tiểu học Mường So và trường trung học cơ sở Mường So. Đối với ôn luyện cho các em thi lớp 12 thì nhà trường cũng đã tổ chức ôn thi từ tháng 10 và đến ngày 18 tháng 4 thì tập trung ôn thi vào giai đoạn cao điểm và tổng hợp ôn tập hợp cũng như là luyện đề cho các em. Thì đến thời điểm hiện tại nhà trường cũng đã tổ chức thi thử được lần 1 và trên cơ sở kết quả thi lần 1 thì các thầy cô cũng đang điều chỉnh kế hoạch dạy học để lựa chọn những cái nội dung kiến thức sao cho phù hợp với lại các đối tượng học sinh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp để các em có được lượng kiến thức đảm bảo cho sẵn sàng để cho các em bước vào kỳ thi sắp tới. Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, trường Trung học phổ thông Phong Thổ được đánh giá là một trong những điểm thi có thí sinh lớn đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 282 thí sinh, 275 học sinh của nhà trường và 7 thí sinh tự do. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như là các điều kiện khác đã được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo có một kỳ thi an toàn và hiệu quả. Với tiềm năng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho cây ăn quả phát triển, đặc biệt là cây ăn quả ổn đới như là chanh leo, thời gian vừa qua huyện Tam Đường đã thực hiện các giải pháp duy trì diện tích cây ăn quả ổn đới, mở rộng diện tích trồng cây chanh leo, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm cây ăn quả thế mạnh của địa phương, nhằm mang lại thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Hiện nay tại các xã Giang Ma, Hồ Thầu, Khun Há, cây ăn quả ổn đới đang được duy trì chăm sóc và mang lại thu nhập cho người dân. Huyện xác định cây ăn quả ổn đới là cây trồng thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Đến nay, huyện xây dựng được vùng trồng cây ăn quả ôn đới tập trung, đem lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân với diện tích trên 300 ha. Những năm trước đây, đất của gia đình chỉ để không, trồng mấy cây ngô thôi, nhưng nhà nước tuyên truyền trồng cây đào chín sớm nên gia đình tôi trồng 80 gốc. Cây này được nhà nước hỗ trợ cho giống và phân bón. Cây này phát triển rất tốt, giờ gia đình được thu hoạch rồi. Nhờ trồng cây đào chín sớm này giúp gia đình tôi có thêm thu nhập. Gia đình tiếp tục chăm sóc tốt để ra quả mang đi bán, có thêm kinh tế cho gia đình. Hiện nay, ngoài cây ăn quả ôn đới, tại một số xã của huyện Tam Đường, người dân đang tập trung phát triển cây chanh leo. Cây chanh leo được thực hiện đưa vào trồng tại huyện từ năm 2019. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được vùng trồng chanh leo tập trung với diện tích gần 200 ha. Nhờ mang lại thu nhập ổn định cho người dân, nên hiện nay nhiều hộ gia đình đăng ký trồng chanh leo. Thời điểm lúc đầu năm đấy thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì dự án chương trình đưa chanh leo tới nhân dân ở trong khu vực bản Hưng Bình. Thì gia đình nhà tôi cũng có 1.000 mét vuông thôi, cũng nhận đầy đủ hỗ trợ của nhà nước, từ giống cho đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thì hiện tại là đến giờ phút này thì chanh leo phát triển rất là tốt, đấy, như các đồng chí đã biết thì rất là đẹp. Hiệu quả kinh tế thì đã một số hộ thì cũng đã được thu nhập rồi, thì kinh tế rất là cao so với lại trồng rau màu thì cũng gấp rất là nhiều lần. Nếu mà có nhiều, có đất nữa thì tôi trồng hết luôn ấy. Nhưng mà vì diện tích đất của tôi chỉ có vậy thôi. Thực hiện cái chương trình phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Tam Đường thì trên cơ sở là thực hiện một số cái nghị quyết của tỉnh. Trên cơ sở đấy thì hội đồng cũng như là ủy ban huyện cũng xây dựng cái kế hoạch thực hiện. Thì đến nay thì trên địa bàn huyện Tam Đường thì thực hiện một số cái vùng cây ăn quả tập trung, ví dụ như là cây ăn quả ôn đới thì tập trung vào một số cây đào, cây lê và cây mận và một số cây ăn quả khác như là cây chanh leo. Thì hiện tại đến thời điểm này thì cơ bản về cây ăn quả ôn đới thì trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện được trên 300 ha và cây chanh leo hiện tại thì cũng đã được khoảng 200 ha. Thì bước đầu thì cũng đã hình thành những cái vùng tập trung. Từ đấy thì thứ nhất là thay đổi cái cách là canh tác ở trên cái đồng ruộng của bà con, là hình thành những vùng hàng hóa tập trung để làm sao mà phục vụ cho cái công tác chế biến sau này. Cái thứ hai nữa là cái việc mà thực hiện cái đấy thì phục vụ cho một số cái thu hút một số cái doanh nghiệp vào để đầu tư, đã tạo cái công ăn việc làm tại chỗ cho bà con và tăng thêm cái thu nhập cho bà con trên cái chính cái đơn vị diện tích mà đồng ruộng bà con đang canh tác. Việc đưa cây ăn quả vào trồng thành vùng tập trung thay những loại cây trồng kém hiệu quả kinh tế, đặc biệt là cây ăn quả ôn đới và chanh leo, đã được đưa vào định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây cũng là một trong những hướng đi mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của huyện. Với những hiệu quả bước đầu, có thể khẳng định việc phát triển diện tích cây ăn quả tập trung là hướng đi đúng của huyện, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, tạo sự ổn định và bền vững lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hoạt động sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội cộng đồng, thời gian qua Viettel Lai Châu đã tích cực chủ động lãnh đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng phong trào thi đua với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực nhằm tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Viettel Lai Châu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một trong những phong trào thi đua trong thời gian qua được Viettel quan tâm thực hiện, đó là phong trào phủ sóng vùng sâu vùng xa, xóa vùng lõm, được các cá nhân tập thể của Viettel Lai Châu nỗ lực thực hiện. Với phong trào thi đua thần tốc hơn nữa, tiến thẳng vào vùng sâu vùng xa tràn ngập lãnh thổ, thì như chúng ta biết là tỉnh Lai Châu thì là một tỉnh biên giới với 265 km đường biên giới. Và địa bàn thì hiểm trở, rộng, giao thông thì đi lại khó khăn. Chính vì vậy mà công tác phát triển hạ tầng viễn thông cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi các cái điều kiện khách quan. Và song song với việc đấy thì ngoài cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì Viettel còn một nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đó là an ninh quốc phòng. Chính vì vậy mà cán bộ nhân viên Viettel Lai Châu thì phát động cái phong trào phải thần tốc hơn nữa, nghĩa là phải thật nhanh. Thứ hai là tiến thẳng về vùng sâu vùng xa, nghĩa là tiến thẳng đến những cái, mặc dù địa bàn rộng, giao thông khó khăn, nhưng tiến thẳng đến những cái địa bàn biên giới, những cái thôn bản ở vùng sâu vùng xa tràn ngập lãnh thổ, để phổ sóng tràn ngập lãnh thổ.
thì công tác hạ tầng là một trong những công tác mà được Viettel Lai Châu ưu tiên phát triển để làm sao phủ sóng. Và hiện nay Viettel Lai Châu thì chỉ phủ sóng 4G đến đường biên giới để phục vụ an ninh quốc phòng, phục vụ tuần tra biên giới, đến những thôn bản vùng sâu vùng xa để thay đổi nhận thức cũng như là văn hóa vùng miền của bà con nhân dân tại vùng sâu vùng xa, giúp một phần vào cái việc thông tin liên lạc xuyên suốt để phát triển kinh tế tại tỉnh nhà. Để phong trào thi đua quyết thắng đạt hiệu quả cao nhất, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chiến lược tập đoàn đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viettel đã triển khai hàng loạt các giải pháp, phần việc nhằm tạo xung lực, thực hiện quyết liệt, triệt để các chỉ tiêu thi đua, tăng cường duy trì kỷ luật kỷ cương, thường xuyên làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến. Đối với cái phong trào là thần tốc hơn nữa và phát triển thông và vùng sâu vùng xa, vì thứ nhất là đối với địa bàn của Lai Châu thì đã là một địa bàn cực kỳ là khó khăn, địa hình vất vả, thì đối với tiến thẳng vào vùng sâu thì có nghĩa là phải đi vào đến tận những địa bàn chưa có sóng, chưa có dịch vụ ở đó, thì về địa hình là đã vất vả, về dân trí cũng cái khó của người kinh doanh đó là thứ nhất là dân trí và thậm chí là đối với lại người dân ở đó là người ta cái khả năng cái tiêu thụ và là cái sức sử dụng dịch vụ của họ là cũng còn đang còn thấp, thì là cũng cần phải có rất nhiều là các kỹ năng và sử dụng các yêu cầu, các kích thích để cho đảm bảo cho người dân có thể là được sử dụng các dịch vụ tối thiểu nhất mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của kinh doanh. Viettel Lai Châu nói riêng và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nói chung đã góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận sản xuất kinh tế. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Viettel phát huy truyền thống, đoàn kết, nhân văn, sáng tạo, khác biệt, thích ứng nhanh với môi trường cạnh tranh quốc tế, xây dựng Viettel là một tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời là một doanh nghiệp toàn cầu trong chiến lược hội nhập quốc tế. Thời gian tới thì Viettel Lai Châu cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và sẽ tập trung chủ yếu vào tuyến đầu. Đây là lực lượng rất quan trọng và là những cái lực lượng mà hàng ngày của Viettel Lai Châu đi đến những cái vùng sâu, vùng xa, gặp từng khách hàng để thông tin, truyền thông cũng như là phủ sóng cho những khách hàng ở vùng sâu, vùng xa nhất. Chính vì vậy mà Viettel Lai Châu trong thời gian tới thì phong trào thi đua sẽ được tập trung cho tuyến đầu. Thứ hai là sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động, tập trung và đẩy mạnh các cái hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh để phủ sóng đến vùng sâu vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đặc xá, những năm qua hàng chục nghìn phạm nhân được ra tù trước thời hạn trở về với cộng đồng. Tuy nhiên thì không ít người gặp khó khăn do mặc cảm lỗi lầm và khó hòa nhập với cộng đồng. Việc giúp cho những người lầm lỗi có thể làm lại cuộc đời được các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Vâng, thưa quý vị, để giúp đỡ họ, mô hình hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã ra đời, có ý nghĩa vô cùng thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù, ổn định cuộc sống, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Sau thời gian chấp hành xong án phạt trở về địa phương, anh Lù A Sĩ ở bản Thèn Thầu, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ còn nhiều tự ti mặc cảm về hành vi của mình gây ra. Được sự động viên của gia đình, đặc biệt là lực lượng công an huyện, xã, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên đến nhà thăm hỏi giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình vay vốn, đầu tư chuồng trại kiên cố, chăn nuôi gà vịt, ao cá. Từ đó giúp anh có thêm niềm tin trong cuộc sống, quyết tâm làm lại cuộc đời. Đi theo bạn bè, xong là rủ dê đi đánh bạc này, đi lô đề các kiểu, xong là công an bắt vì tội đánh bạc. Xong là tôi đi chạy về thì tôi rất hối hận, xong tôi cố gắng phấn đấu. Bây giờ có nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt, cũng mỗi năm có thu nhập cũng khá khá. Xong là ngoài ra có đầu tư thêm máy móc, máy xúc. Xong là tôi còn thuê được 3 người công nhân làm hàng năm. Tương tự như anh Sĩ, bà Vàng Thị Xưởng ở bản Vàng Bâu, xã Mường So trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cấp ủy chính quyền địa phương và công an huyện đề xuất hỗ trợ cho gia đình bà nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, có thêm thu nhập.
Bản thân tôi sau khi lầm lỗi trở về, tôi đã cố gắng không để con cháu phạm pháp như mình nữa. Luôn luôn dạy con, dạy cháu rồi trưởng thành làm những việc tốt cho xã hội. Cố gắng chăn nuôi rồi phát triển các thứ cây trồng, vật nuôi, tăng gia thêm để cho con cháu nó đỡ vất vả hơn. Thì trong những năm vừa qua thì những trường hợp đã lầm lỡ trở về địa phương thì chúng tôi cũng đã giao cho các thôn bản, các đoàn thể trực tiếp đến gặp gỡ tuyên truyền, đặc biệt là trong cái công tác hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng tuyên truyền làm sao cho người dân là không kỳ thị đối với trường hợp tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời thì cũng chúng tôi cũng tuyên truyền và nhân rộng những cái mô hình, cái điển hình tiên tiến trong tái hòa nhập cộng đồng. Ví dụ như hôm nay là tại gia đình cô Sưởng ở bản Vàng Bâu thì qua quá trình tái nhập cộng đồng về thì cũng đã là một cái tấm gương để cho con cháu cũng như là mọi người khác nói theo, gia đình cũng phát triển kinh tế khá là tốt, nhà cửa khang trang. Đó chỉ là hai trong số gần 230 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù được giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Phong Thổ. Việc hỗ trợ những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn đã tạo điều kiện để họ sớm vượt qua mặc cảm tự ti để yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Những cái trường hợp được trở về tái cộng đồng ấy đều được Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đấy chủ động tiếp nhận, chung tay giúp đỡ cho họ để vượt qua những các cái khó khăn, những cái mặc cảm. Nên là khi trở về thì chúng tôi đã trực tiếp đấy báo cáo và tham mưu cho cấp ủy chính quyền để tạo điều kiện giúp đỡ cho họ đấy, về cái vấn đề ổn định cuộc sống. Thứ nhất là về cái nơi ăn chỗ ở, rồi vấn đề về nhập khẩu, rồi là làm căn cước công dân, rồi là định hướng cho họ, tư vấn cho họ những cái hiểu biết về pháp luật, và khi họ có cần có các cái nhu cầu về vấn đề vay vốn, rồi là giúp đỡ hỗ trợ trong cái vấn đề mà sản xuất ổn định cuộc sống ấy, thì là chính quyền địa phương rất là tạo điều kiện. Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người lầm lỗi không những phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm, mà còn là tấm gương để những người có quá khứ lầm lỗi phấn đấu vươn lên tái hòa nhập cộng đồng. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa 20, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả, trong đó 5 trên 10 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, 3 trên 10 chỉ tiêu gần đạt, 2 trên 10 chỉ tiêu dự kiến đạt thấp, khó đạt. Cụ thể đó là tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 104,25%, vượt 4,25% so với nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc tăng 5% một năm, đạt 100% so với nghị quyết. Tỷ lệ đường ô tô cứng hóa đến bản vượt 13,8%, thu ngân sách nhà nước vượt 5,8%. Đạt được kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Phong Thổ đã quyết liệt trong các khâu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, quan tâm chú trọng thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn của huyện Than Uyên hiện nay có tổng số 822 cơ sở thực phẩm, trong đó có 91 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 637 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 67 cơ sở dịch vụ ăn uống, 26 bếp ăn tập thể và 61 cơ sở thức ăn đường phố. Trong tháng 5, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Than Uyên đã ban hành 30 văn bản, tổ chức 13 đoàn kiểm tra từ tuyến huyện đến các xã với 279 cơ sở được thanh kiểm tra, trong đó đã phát hiện 50 cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm, 50 cơ sở bị nhắc nhở. Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm là 20 cơ sở với 20 loại sản phẩm. Xác định thời gian tới là thời điểm mùa mưa, do đó để đảm bảo hàng hóa phục vụ cho nhân dân, nhất là việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, các xã thị trấn tích cực phối hợp để kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh hàng hóa cũng như là xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Từ khi thực hiện kế hoạch số 934 của Công an tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham gia phối hợp củng cố hệ thống chính trị cơ sở đến nay, trên địa bàn tỉnh có 47 trên 74 xã thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được lực lượng công an tỉnh xuống tăng cường làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp tham mưu củng cố hệ thống chính trị để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp. Để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tuyên truyền huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân. Cùng với đó, xây dựng, củng cố, nhân rộng, phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải và các hình thức tập hợp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở,
Qua đó, công tác đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm tệ nạn xã hội luôn được triển khai, thực hiện đồng bộ hiệu quả. Đến nay, có 36 trên 74 xã thị trấn được Bộ Công an công nhận và ký quyết định đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.